Đắc số 18 Hãy chăm sóc sức khỏe thể chất của bạn Chìa khóa để có hạnh phúc Là một trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh à, Điều này là điều chúng ta không thể nào Chớ cả được anh chị nha Giờ mình có kiếm ra bao nhiêu tiền Bây giờ không khỏe thì Nằm trên đóng tiền nó cũng không vui anh chị Và Khi mà chúng ta không có khỏe Thì chúng ta chỉ có một cái mong muốn duy nhất thôi Đó chính là có sức khỏe và cái chìa khóa để có được hạnh phúc anh chị là vừa phải có trí tuệ nha vừa có sức khỏe à, cho nên là ai mà bảo là, là chị không học đâu rồi chị chỉ muốn là mình khỏe thôi hoặc là thôi chị khỏe rồi nên là chị cũng không quan tâm đâu rồi. chị tin là chị khỏe rồi dạ vâng khỏe hay không khỏe thì nó phải được biểu hiện thông qua những cái cái tình trạng sức khỏe của mình anh chị chứ không phải do mình nói nha nhiều người cứ nói nhưng mà bên bên trong không khỏe đâu anh chị tại vì cái cơ thể mình nó khỏe nó phải được nó phải được nuôi dưỡng được nuôi dưỡng anh chị nha và với cái thời kỳ này chúng ta sống trong một cái thời đại rất là tuyệt vời luôn anh chị nào hôm trước có tham gia cái buổi dung cầm tay chỉ việc của tú anh chị có xem cái video đúng không là một trong những cái xu hướng của cái thập niên này anh chị của cái thế kỷ 21 Mà nó đang có Số lượng tăng Nó đang có cái để gọi là Cái phần trăm tăng trưởng cực kỳ lớn luôn à, Với cái vốn hóa là Hơn nghìn tỷ đô la Mỹ nha anh chị Đó chính là về cái việc Chăm sóc sức khỏe của mình đi ừ. Thời đại rất là tuyệt vời nhất Cho mình sẽ là người nha Xét về mặt sức khỏe và tuổi thọ Thì ngày nay chúng ta có thể sống tốt hơn Với tuổi thọ cao hơn trước kia. Và chúng ta có thể hướng tới mục tiêu sống là 80 tuổi, 90 tuổi hoặc thậm chí một Và mình có thể hoàn toàn làm được cái điều này anh chị nha bằng cách là chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng cho mình những cái thói quen sức khỏe hiện, hiện thời đại nha hiện thời của mình và xem cái lối sống hiện tại có liệu có giúp cho mình sống được tới năm, năm 80 tám mươi tuổi không được mà bao trong số anh chị chúng ta rất là khao khát là mình sống tới năm trăm tuổi trăm hai mươi tuổi rồi à vì, vì sao anh chị tại vì bây giờ mình mục tiêu mình đi kiếm tiền làm giàu rồi phải có đến lúc sống thì đó để tận hưởng chứ Chứ giờ kiếm ra nhiều cái để cho con cháu mình nè. À. Không con cháu mình thì con cháu mình làm. Còn mình làm mình hưởng trước nè, Còn công sức của mình mà. Nếu mà có nhiều người cứ đi làm xong mà tích góp tiền, tích góp ra nhà, cửa, đất đai này kia. Cái mình thì ăn ăn quấn sòn xỉn. À, quấn xỉn với chính mình ha. Thắt lưng buộc bụng ha. Họ để làm gì chỉ để cho con thì để cho cháu. Ơ... À, mình phải yêu thương mình trước anh chị bởi vì các anh chị không yêu thương mình cái thành ra là con cái mình cái người thân mình đó xử với mình không yêu thương mình cái anh chị nói rằng là gì? Ơ, dạ. à, sao mọi người bất công với tôi thế? Trong khi tôi nỗ lực phấn đấu rồi làm việc kiếm tiền vì cái nhà này không ai thương hết, dạ vâng. Cái anh chị mà thấy cái điều đó mình nó không được như ý mình muốn ấy là nếu anh chị thấy cái điều gì mà nó không được như ý mình muốn anh chị nha, anh chị chỉ cần nhìn đơn giản thôi là cái anh chị đang làm cái điều đó ở bên ngoài rồi. À, anh chị đã làm cái điều đó từ ở bên ngoài rồi nó chỉ phản chiếu cái bên trong của mình thôi điều anh chị ơi à, nó chỉ phản chiếu cái bên trong của mình thôi cho nên là đầu tiên anh chị phải yêu thương mình trước nha muốn người khác khỏe hay là muốn con cái mình họ yêu thương mình những người khác yêu thương mình thì mình phải là người yêu thương mình trước vậy chúng ta phải kiểm tra cái lối sống của mình và có ba cái thói quen anh chị và cái vấn đề quan trọng để các anh chị có một cái cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và thọ lâu thứ nhất là về vấn đề cân nặng nha anh chị à, về vấn đề cân nặng đúng không ạ và có 6 cái từ sáu à, cái từ ở đây anh chị nha nói về cái vấn đề là chúng ta cần phải cân có một cái cân nặng thích hợp. Ở chúng ta cần ăn ít hơn và tập nhiều hơn. Ăn ít ở đây không phải là mình giảm chế độ ăn xuống nha. Có rất là nhiều anh chị là chúng ta giảm cân nhưng mình giảm đồ ăn. Mình giảm chất. Mình uống nước. Mình uống mấy cái dạng cái cái cái, cái, cái dạng viên rồi bột gì đấy. Xong rồi mấy ngày hôm sau là cân có giảm nhưng mặt xanh lè. Cân có giảm nhưng mặt xanh lè anh chị. Nó có xuống nhưng mà nó xuống nước không à nó xuống mấy cái chất cần thiết chứ không phải nó xuống mỡ đâu anh chị anh chị biết là giảm cân là mình phải giảm mỡ tăng cơ chứ phải là mình giảm mỡ nó phải là mình tại vì khi anh chị không ăn đầy đủ những cái chất dinh dưỡng mà cơ nuôi dưỡng cơ của mình ấy đây là cái nhìn cái cái sự hiểu biết mà chưa tới của chúng ta anh chị là trước giờ mình cứ nghĩ là mình giảm cơm giảm đồ ăn là mình giảm cân dạ không giảm như vậy anh chị không khỏe đâu và thậm chí là khi mà một khi mà cái cơn thèm của mình nó 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 lên đó anh chị là chúng ta ăn còn hơn cái lúc mà mình chưa giảm cân nữa thành ra các anh chị phải hiểu là cái để cái, cái cơ thể của chúng ta nó có thể là hoạt động và nó có được cái sức ấy, là nó phải có cơ ừ. mình phải giảm mỡ anh chị nha và tăng cơ và cơ được nuôi dưỡng bằng cái gì anh chị biết không là protein oh, vitamin và oh, khoáng chất đúng không ạ cái đầu tiên nha anh chị phải kiểm tra xem có một cái bảng nha anh chị trong nhóm rèn luyện sẽ có một cái bảng bảng mà cân nặng uh, nam và nữ chiều cao cân nặng bao nhiêu thì các anh chị hãy dò vào trong cái bảng đó để anh chị biết được rằng là mình đang ở chiều cao bao nhiêu mình cần có cái cân nặng bao nhiêu và anh chị nhớ là tập trung vào cân nặng cân đối nha thích hợp không tập trung vào giảm cân không tập trung vào tăng cân để anh chị tập trung vào cái tăng cân là ăn hoài nó không tăng đâu tại vì tăng cân thì tiệm thức cứ cho anh chị là cứ phải ở trong chế độ phải tăng cân không à và nếu anh chị rồi đang muốn giảm cân là không tập trung vào giảm cân nha tại vì tiệm thức sẽ cho anh chị ở chỗ nào cũng trong chế độ là tình trạng là giảm cân hết mà luật hấp dẫn xin anh tiệm thức là muốn cái gì nói cái đó tập trung vào số đo ba vòng còn nếu mấy anh nam thì sáu muối rồi các vòng như thế nào cân nặng bao nhiêu chiều cao bao nhiêu tập trung vào cân nặng phù hợp thân hình phù hợp nha nên các anh chị thể dựa cái bản đó để xem mình cần có cân nặng bao nhiêu mà nếu cân nặng đó ok rồi thì còn về cái chiều cao thì nó còn phụ thuộc vào cái chế độ ăn uống và cái độ tuổi của mình nó mà qua cái độ tuổi tăng chiều cao rồi mình phải tập trung vào cái cân nặng thôi nha anh chị nha ừ. mình sẽ có cái bản đó được anh chị nhớ là ăn ít hơn và tập nhiều hơn ừ. thứ hai anh chị nha là chúng ta cần phải ăn uống phù hợp đầu tiên là mình cần phải về cân nặng thích hợp Vì tiếp theo là tới ăn uống phù hợp Mối chỗ ở đây là chúng ta phải ăn uống những cái đồ ăn lành mạnh hơn à, chúng ta cần phải ăn nhiều những đồ ăn chứa protein protein là đạm đó anh chị hoa quả rau xanh hạn chế đồ ăn vặt nha xưa có thể thèm bây giờ chúng ta hạn chế đi anh chị uống nước ngọt này kẹo này hay bất cứ thứ gì khác chứa đường đúng không ạ à? không nên ăn muối nhiều và các sản phẩm đều các sản phẩm bột bột mì trắng và chúng ta hãy bắt đầu chia khẩu phần ăn ra nhiều bữa trong một ngày nó sẽ tốt hơn cho cái việc chúng ta ăn nào. À, chúng ta nên chia nhiều bữa ăn ra đó, anh chị thì nó sẽ tốt hơn cái việc mình ăn no một cử luôn và rất là tuyệt vời là câu lạc bộ của mình á, cái việc ngoài cái việc anh chị tham gia vào môi trường nhóm học tập à, rèn luyện cái anh chị anh chị có trí tuệ anh chị có được uh, những cái công thức của những người thành công chúng ta còn được uh, thiết kế cho mình cái uh, công thức ăn đúng uống đủ Phần động vật lý ra làm sao và tất cả những cái công thức mà câu lạc bộ chia sẻ anh chị để chăm sóc sức khỏe của anh chị á thì nó đều có gì ạ à? có đạm anh chị nha tất cả cái menu thì đều có đạm hết và đều có rất nhiều vitamin khoáng chất À, khi anh chị nạp đủ là tự nhiên là cái cơ thể anh chị mình nạp đủ ấy, thì tự dưng anh chị nha đối với những anh chị nào chúng ta muốn tăng cân ấy thì lượng calo đầu vào phải nhiều hơn lượng calo tiêu thụ trong cơ thể của mình ví dụ như với nữ ấy, anh chị thì uh, cái lượng calo tiêu thụ trong cơ thể của mình là từ một nghìn hai tới một nghìn một tới một nghìn hai nghìn ba thì cái này anh chị uh, trong nhóm này mình có một cái công thức là tính lượng calo cơ thể mình cần ấy uh, các anh chị có thể là học và hỏi là những vị trưởng nhóm của mình công thức uh, tính lượng calo anh chị nha ừ. để anh chị biết tại vì mỗi một người anh chị sẽ có một cái lượng calo mà cơ thể cần ví dụ như cơ thể của tôi cần tầm một nghìn nghìn mốt lượng calo vào trong người đi tiêu thụ là cái lượng cái lượng calo mà để nuôi dưỡng cái cơ thể của tôi là tầm một nghìn mốt anh chị thì cái việc của tôi là cần phải làm gì ạ à? à? cần phải ăn làm sao cho nó vượt quá cái mức một nghìn mốt nó dư ra thì nó mới tăng cân được còn mà giờ cơ thể là tiêu thụ nghìn mốt mà ăn có 900 trăm là giờ nó đấy nó phải lấy cái lượng calo tiêu nó phải lấy cái lượng calo trong cơ thể mình nó nuôi ngược nó, nó bị thiếu anh chị nó thành ra ăn hoài nó ốm hoài tại vì cái lượng calo không đủ còn nếu anh chị nào muốn tăng cân à, giảm cân thì phải gì à lượng calo đầu vào phải thấp hơn lượng calo tiêu thụ trong cơ thể ờ, và chúng ta phải nạp đủ dinh dưỡng nha cơ thể mình nó không cần quá nhiều đồ ngọt đâu anh chị không cần quá nhiều đồ mặn hay là bột mì trắng là tinh bột đó anh chị nha mà nó cần đạm vitamin và khoáng chất nó sẽ nuôi dưỡng tế bào và cái cơ của chúng cơ thể của mình được không anh chị ơi ừ. nên chúng ta phải có cái sự hiểu biết nha chứ không phải là mình biết nửa vời là mình nghĩ rằng là mình ăn nhiều có nhiều anh chị bảo là giờ, giờ chị muốn tăng cân không chị ăn cả thế giới đi dạ vâng ăn cả thế giới nhưng ăn toàn mấy cái thứ không có cần cho cơ thể để ăn nè bánh tráng trộn nè rồi ăn quá trời ăn luôn mà ăn không thấy ăn đạm không mấy ăn không thấy ăn uh, trái cây rau củ quả gì anh chị Và anh chị thấy là trong cái bộ công thức dinh dưỡng của lạc bộ nhà mình anh chị hay có đạm không rồi có vitamin khoáng chất đầy đủ luôn nên ừ. thành ra anh chị thấy là tại sao không qua một chị hỏi tối em ơi sao mấy bạn trong nhóm rèn luyện coi lạc bộ mình hay thế sao em với cái chủ nhóm hay thế có thể dùng một ngày mấy buổi rồi tinh thần rất minh mẫn rồi năng lượng tràn trời chị học có hai buổi dung mà chị muốn sập nụ luôn <laughs> muốn sập nụ luôn anh chị nó có bí kíp mà ủa chị vào nhóm rồi có bí kíp rồi sao chị còn hỏi em tôi nói là chị phải ứng dụng cái bí kíp đó rồi nó mới khỏe được chứ không phải là mình cứ ra quyết định là tôi khỏe tôi khỏe nhưng mà đó là anh chị ra quyết định nhưng mà về phần ý thức thì chúng ta phải có cái sự bổ sung anh chị nha mình mình đã ra quyết định rồi thì tiềm thức quen đến nguồn lực rồi mình phải nắm bắt mình hành động chứ Giống như giờ anh chị muốn tăng cân hay giảm cân thì khi buổi chiều em tới cho anh chị công thức anh chị phải nắm bắt anh chị hành động. Nha anh chị nha. Chứ mà mình cứ nói là tôi giảm 2 cân rồi tôi tăng 2 cân. À, mình không làm gì hết. Được chưa anh chị ơi? Nên là cái thói quen thứ hai đó chính là chế độ ăn uống. Nha anh chị nói vào là mình ăn uống đồ ăn lành mạnh. Ít hạn chế ăn đồ chiên xào anh chị. Ăn đồ luộc và đồ hấp đi. Ừ. À, hạn chế ăn đồ chiên xào và không ăn anh chị nào mà ở nhà hay chiên chiên dầu đi chiên dầu lại thôi nghĩ luôn nha Dầu xài lần thôi anh chị được rồi anh chị ơi anh chị nắm cho hai chìa khóa đầu rồi cái mình số 2 đi Thái thói quen đầu tiên là cân nặng thích hợp và thói quen thứ hai là uống, ăn uống phù hợp Với lại tôi thấy là nhiều khi anh chị cứ nghĩ là mình béo anh chị nhìn vô anh chị bảo sao mình béo thế mình muốn giảm cân nha anh chị phải nhìn vào cái bảng mà cân nặng thích hợp ấy, cân nặng cân nặng mà nó phù hợp ấy. Nhiều anh chị bảo chị nhìn chị béo lắm. Nó chị cao mét nhiều. Chị cân nhiều. cái tôi lấy cái bảng ra tôi xem nó ủa cân đói mà. Nhưng mà chị vẫn thấy chị béo dạ không, không phải do chị béo đâu mà do. Có thể là do do bụng á anh chị. Có những cái chỗ nó ốm lắm mà anh chị cứ bắt nó giảm nhưng mà sự cái chỗ mà cần giảm anh chị là không giảm trên là ngoài có anh chị phải luyện, luyện tập nữa nha chứ không phải là mình cứ ăn uống rồi mình cứ và các anh chị lưu ý nha một cái thói quen đó chính là các anh chị hãy dùng với mỗi anh chị mà ví dụ anh chị cân nặng 50 kg thì các anh chị cũng uống phải uống 2,5 lít nước mỗi ngày là 10 kg là 0,5 ấy 0,5 lít thì bây giờ anh chị bao nhiêu ký anh chị cứ nhân lên có nhiều anh chị hỏi tú ạ ừ, sau 0,4 mà sao lại lấy ra 0,5 dạ thưa vâng tôi thấy tôi thấy lấy 0,5 nó uống dư ra làm sao đâu uống nước nhiều có uống nước nhiều nó không có làm sao đâu Anh chị thiếu nước mới về bị làm sao nha và khi anh chị uống nước nhiều ở một trong những cái cách để cải thiện làn da của mình đó chính là uống nước nhiều anh chị chưa cần nói tới cái việc anh chị đi spa thẩm mỹ viện này kia đâu và đầu tiên anh chị mà uống nước nhiều Da anh chị cực kỳ cải thiện luôn Ngày xưa tôi là một người không thích uống nước anh chị Tại mình nói mình uống nước Xong mình phải đi vệ sinh đó mình lười Nên mỗi ngày mình uống chắc anh tới Thật anh chị chắc chưa tới nửa ly đâu Bây giờ tôi uống một ngày có thể là hai lít rưỡi tới 3 lít anh chị nha Chia ra Thế là mình uống riết là mình, mình mình không uống mình không chịu được anh chị ừ. Nên chị nhớ là ngoài cái việc ăn ra thì phải uống nữa nha cứ 10, 10, kg là 0,5 5 lít nước thì anh chị bao nhiêu kg thì cứ nhân lên Được mình à, nhớ là mỗi buổi sáng như vậy á, khi mà anh chị vừa thức dậy xong là các anh chị cần phải dùng một ly nước ấm cho cái cơ thể của mình nha chứ đừng để cái cơ thể mình nó bị khát cho tới khi mà anh chị học dung xong nha à, có nhiều anh chị là dậy xong rồi vô dung học luôn không có uống nước rồi cũng không có cho cơ thể của mình một cái chút dinh dưỡng buổi sáng thì cái cơ thể anh chị nó mệt cả một đêm dài anh chị cả một đêm dài nó hoạt động để nó duy trì cái sự sống cho mình nè tại anh chị biết là khi mà ý thức đã đi ngủ rồi tiềm thức của mình nó hoạt động hết công suất luôn anh chị nha không những vậy nó còn phải đi tìm nguồn lực để giúp anh chị thực hiện thực hiện ước mơ nữa bao nhiêu việc để làm trong lúc anh chị ngủ nên anh chị thấy là bao trong số anh chị đã từng ăn đêm rất là nhiều nha nhưng ngủ dậy là càng đói hơn nó còn nó nó còn đói hơn so với cái việc mà mình ăn sớm xong so mình đi ngủ nha mình nghĩ rằng là mình ăn no rồi, ngủ giấc cho nó ngon Ai vậy ăn no rồi tự tự dưng lúc mà ngủ vậy nó đói anh chị, đói cồn cào luôn. Tại có nhiều công sức uh, sức lực nó hoạt động hết rồi. Thành ra khi anh chị dậy anh chị đói lắm. Nên sáng làm gì làm mà Tú uh, buổi sáng anh chị Ngoài vì chúng ta Tú dùng trà tỉnh táo ra. Là Tú uh, sẽ uống một ly dinh dưỡng. Sau Tú sẽ dùng một ly nước ấm. Khoảng nửa ly. Sau đó mới lên dùm anh chị nha. Ừ phải phải uh, tiếp nạp cho cái cơ thể mình nó đúng vì anh chị thấy là mình sẽ có một cái năng lượng rất là tràn trề Rồi nhiều anh chị vô 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 dung của tú là ngực gà ngực gù chống mặt rồi các kiểu quá trời quá đất luôn Và tại vì anh chị phải xem cái chế độ uh, chăm sóc cái cơ thể của mình nó đang uh, không có phù hợp anh chị nha yeah. mỗi ngày các anh chị ngủ dậy một cái là anh chị phải dùng một ly nước ấm lúc nào bên cạnh đầu giường của tôi cũng có một cái bình nước anh chị bình nước giữ nhiệt á à, bình nước lọc sáng ngủ dậy pha nước nóng xong rồi pha nước lọc vô cho nó nguội nhanh để uống chứ và uống vô cái nó anh chị cảm nhận nha uống phải cảm nhận cái nước nó chảy vào cái cơ thể của mình anh chị nó cực kỳ ấm áp và mình cảm thấy rất là yêu thương và biết ơn luôn đó tôi bắt đầu dùng trà rồi dùng dinh dưỡng đúng không ạ à? ừ. Anh chị ăn no là cái cơ thể anh chị tối nó còn làm việc nhiều hơn đó, nên anh chị đừng ăn đừng đừng có ăn ăn hạn chế ăn trước khi đi ngủ à, rồi à, chúng ta cũng à, gọi là nếu mà được đó, những anh chị nào có ở trong nhóm này vì chúng ta cũng chúng ta nên dùng cái công thức cái, gọi là cái bộ con bộ bộ dinh dưỡng có lạc bộ đó, thì sẽ hay hơn anh chị nha nó nhẹ mà đi thẳng vào trong ruột non của mình luôn nuôi dưỡng cơ thể của mình còn anh chị ăn no cái cơ thể anh chị tối nó hoạt động nhiều lắm À, thường anh chị biết không cái khung giờ mà sau 7 giờ là cái cái bộ phận tiêu hóa là nó nghỉ ngơi rồi anh chị mấy cái bộ phận khác nó sẽ bắt đầu hoạt động được không ạ à? rồi và thói quen tiếp theo anh chị là cái việc chúng ta luyện tập luyện tập thích hợp nha mỗi ngày khoảng 30 phút anh chị. Thói quen thứ ba anh chị là chúng ta phải luyện tập thích hợp nha. Trung bình mỗi ngày là 30 phút. Cho tới 60 phút anh chị có thể dự bộ khoảng 1 tiếng. Ừ. Trong khoảng từ 3 tới 5 ngày mỗi tuần. Đúng mà. Và nếu cần thiết mình có thể tham gia vào một câu lạc bộ sức khỏe để có những cái trang thiết bị mình luyện tập tốt hơn với cường độ cao hơn. Nha anh chị nha. Đó là ba cái thói quen. Và để chúng ta sống thọ và sống khỏe hơn chúng ta cần phải đặt mục tiêu rõ ràng anh chị nhớ phải đặt mục tiêu rõ ràng nha thứ nhất cân nặng bao nhiêu là thích hợp chiều cao rồi những cái mong muốn khác như, ví dụ như những chị nữ thì số đo ba vòng nè những anh nam thì mình có cơ có bụng sáu muối rồi chúng ta bắt đầu lên kế hoạch phù hợp cho cái độ ăn uống của mình là từ mấy giờ tới mấy giờ ăn cái gì anh chị phải tạo một thói quen cho cái cái tiềm thức của mình về cái thời gian mình ăn uống không phải là thích ăn lúc nào thì ăn đâu mà <laughs> và sau anh chị à, chúng ta cần phải gì uh, kỷ luật nha lên kế hoạch là mình thực hiện cái thói quen đó ví dụ như là tú có một cái khung giờ cố định trong ngày là mình luyện tập uh, cái thể lực của mình uh, luyện tập cái uh, gọi là mình vận động cái cơ thể của mình là khoảng 45 phút một ngày rồi mình ăn lúc mấy giờ à, mình uh, ăn trưa lúc mấy giờ ăn chiều rồi ăn uh, một cái cử uh, trước uh, trước khi um, trước 19 giờ nữa mình uống uh, lúc nào mình dùng những cái gì để cái cơ thể của mình thứ nhất anh chị cái việc mà các anh chị ăn uống đủ mà nó đủ chất nha nó giúp cho, nó giúp cho cái sức đề kháng anh chị tăng lên hệ miễn dịch anh chị nó khỏe lên để nó thể là chống lại những cái những cái um, như là những cái không có được khỏe nó tấn công vào cơ thể của mình ừ. thường là cơ thể của mình nó hay không có dễ khỏe là do cái sức đề kháng và cái hệ miễn dịch của mình nó yếu thôi anh chị thành ra ngày trước anh chị à, bản thân tôi là một cái người rất là nhạy cảm nha và với thời tiết luôn với là bởi vì ngày xưa là mình à, ăn uống nó không có lành mạnh đấy thành ra là cơ thể mình nó không có đủ chất ừ. cho nên là cứ ngày xưa mình hay có cái niềm tin là trái gió trở trời, trời là mình hay không được khỏe hồi xưa tôi hay cảm vật lắm anh chị bây giờ nó cũng còn nhưng mà nó đỡ hơn tại vì khi bây giờ tôi bắt đầu luyện tập rồi bắt đầu ngày xưa tôi sợ đi bộ lắm anh chị ơi tôi thấy đi bộ hay là luyện tập đi vô thao cái gì đó nó xa vời với mình lắm mình thấy là ôi mình yếu lắm mình không làm được đâu mình không chạy được đâu mình cũng không đi bộ được đâu anh chị nhưng mà anh chị biết đó, ngày xưa tôi mà khoảng đi cầu thang khoảng một lầu thôi là tôi thở mà thở như cái người mà 60-70 tuổi anh chị mình cứ nghĩ là vậy là mình khỏe nha nha không Bây giờ thì tôi khỏe là rất là nhiều anh chị. Nhờ mình luyện tập này mình ăn uống vô thì cơ thể của mình bắt đầu nó cải thiện, cái sức đề kháng mình nó tăng lên thì miễn dịch của mình cũng tăng lên rất là nhiều. Ừ. Được không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải bắt đầu xây dựng cho mình những cái thói quen và phải phát huy những thói quen ba cái thói quen như tôi vừa nói ở trên mà. Kỷ luật, lên kế hoạch và kỷ luật trong cái kế hoạch để mình xây dựng cho mình những cái thói quen đó và một cái chế độ sống để mình có thể là có một cái cuộc sống khỏe mạnh hơn đúng không ạ nhớ giảm bớt những món ăn ngọt nha đồ chiên xào quyết tâm rèn luyện bản thân cho tới khi mình có một cái thói quen thiết lập một cái thói quen mới vững chắc và chúng ta phải có mục tiêu bởi vì khi anh chị muốn thành công về tài chính rồi và bây giờ sức khỏe mình không có thì mình cũng không thể nào mà hưởng thụ được cái cuộc sống tươi đẹp đó với số tiền đó được được anh chị ơi và chúng số anh chị chúng ta nắm được nguyên tắc số 18 rồi cảm ơn tôi nha Bây giờ mình sẽ qua luôn nguyên tắc số 19 anh chị nha. Tối nhờ mà anh chị đọc giúp tú à. Bây giờ mà anh chị đọc giúp tú nguyên tắc số 10, 19 anh chị nha. Rồi ok, tú mời doanh nhân anh Văn Lam nha. Rồi cảm ơn anh Lập. À. Anh Lam, anh uh, mở mic lên nha Rồi, ok ạ à? Vâng, lời đầu tiên uh, cho phép Lam xin gửi lời chào và biết ơn Đến là uh, doanh nhân Thanh Tú uh, Doanh nhân Mít uh, do Công Minh Đã sáng lập uh, nhà đọc sách Và làm trên đọc sách uh, uh, Nguyên tắc thứ 19 Quyết đoán và xu hướng hành động Cầm vũ khí chống lại uh, Với sóng gió uh, Của biển khổ Khi làm như vậy Khổ đau sẽ chấm dứt Một trong những phẩm chất của các triệu phú là họ luôn suy nghĩ thấu đáo, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định, họ rèn rũa để nắm bắt hành động và thực hiện ngay quyết định của mình khi đưa ra, họ thực hiện nhanh và nhanh chóng <laughs> nhận phản hồi từ từ chính những hành động của mình. Nếu thấy sai, họ sẽ nhanh chóng tự sửa và thử cách làm khác. Chìa khóa thành công đối với bạn là hãy dẫn thân người thành công là người quyết đoán và họ thử làm nhiều thứ hơn những người khác làm à, theo định luật xuất sắc nếu như bạn thử nhiều cách à, làm khác nhau để đạt được thành công xuất sắc à, thành công à, thì xác suất à, à, cũng là bạn à, sẽ tìm được một cách làm à, đúng vào đúng thời điểm những người không thành công là những người do dự họ biết họ nên làm gì hoặc nên à, ngừng việc gì nhưng họ không có tính cách hoặc ý chí để đưa ra quyết định à, chắc chắn à, kết quả là họ bị cuốn à, trôi suốt cuộc đời không bao giờ hạnh phúc đầy đủ à, hay thành công họ không giàu có hay trở nên độc lập về tài chính họ có thể làm được nhiều hơn thế nhưng họ tự thỏa hiệp dừng lại giữa chừng à, khi bạn quyết đoán với và có xu hướng à, hành động bạn sẽ nhấn ga cho toàn bộ cuộc đời mình bạn làm được nhiều hơn trong một ngày so với người khác bạn tiến lên phía trước nhanh hơn so với những người ở quanh bạn bạn rót nhiều niềm vui thích say mê hơn vào chiếc cốc năng lượng nhiệt tình và động lực thúc đẩy của mình năng lượng tích cực này sẽ thúc đẩy bạn đi tới các mục tiêu nhanh hơn thực hành tự hỏi mình hành động nào nếu tôi làm ngay lập tức có thể ảnh hưởng tích cực nhất với kết quả của tôi bất cứ câu trả lời của bạn là gì bạn hãy làm ngay điều đó là làm xin hết ạ à. À, vâng à, rất là tuyệt vời và chúng ta cùng gửi lời cảm ơn tới doanh à, nhân anh văn lam đã đọc sách à, nguyên tắc à, chương nguyên tắc số 19 cho chúng ta anh chị nha rồi nguyên tắc số 19 là quyết đoán và xu hướng hành động cầm vũ khí chống lại với sóng gió của biển khổ khi làm như vậy khổ đau sẽ chấm dứt ở cái câu này có nghĩa nói là đơn giản là thay vì chúng ta suy nghĩ thôi mình hãy hành động anh chị nha à, lắm lúc anh chị một trong những phẩm chất của những cái người triệu phú là họ luôn suy nghĩ thấu đáo sau đó họ sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định để hành động và họ rèn giũa để họ nắm bắt hành động và họ thực hiện ngay cái quyết định mà họ vừa đưa ra và họ thực hiện nhanh anh chị nha à, để mà nhận được sự phản hồi từ chính hành động của mình nếu mà chưa đúng họ sẽ gì cải thiện và điều chỉnh nhưng mà đó với những người thành công anh chị không không gọi là không suy nghĩ hành động luôn hoặc là suy nghĩ rồi nhưng không hành động và anh chị ơi cái đó nó đến từ đâu anh chị biết không cái việc mà chúng ta hay trì hoãn mình biết mình cần phải làm gì đó để mình thành công nhưng mà mình không làm nó đến từ thói quen ấy nó đến từ thói quen trì hoãn của mình anh chị Ừ. và để mà chúng ta thay đổi cái thói quen, Và anh chị biết không ạ? À, thói quen nó được hình thành từ những cái hành động liên tục lặp đi lặp lại, nó sẽ tạo ra cái thói quen. về việc của chúng ta để mà chúng ta thay đổi cái thói quen hay trì hoãn, mình biết cái điều đó mình cần phải làm thì mình sẽ thành công ấy. Mình biết không ạ? À, bây giờ anh chị vào câu lạc bộ, anh chị biết là các anh chị cần phải làm những gì giúp cho mình thành công không? Giúp cho mình đạt, giúp cho mình đạt được mục tiêu 30 ngày tháng 1 này không ạ? À? biết không anh chị ơi vâng biết chứ <laughs> biết anh chị nha nhưng mà tại sao mình không làm à tại mình chưa xuyên tại vì mình có những cái tiếng nói nhỏ bên trong tại vì mình có những cái giới hạn bản thân mình giới hạn nên là mình chưa giỏi mình chắc mình không giỏi như người ta đâu mình không sắc như mọi người đâu chắc mình làm không được đâu thôi để ngày mai làm thôi hôm nay bận quá để ngày mốt làm để ngày kia làm và hơ và cuối cùng là một năm qua chưa làm luôn nó đến từ cái cái thói quen của mình và thói quen nó được hình thành từ những hành động của chúng ta làm đi làm lại nhiều nó sẽ hình thành nên thói quen và hành động được quyết định bởi đâu ạ à. bởi suy nghĩ và cảm xúc của mình anh chị nha Bởi suy nghĩ về cảm xúc của mình. Cho nên anh chị, khi mà chúng ta gia tăng cái sự hiểu biết của mình lên, gia tăng cái nhận thức của mình lên, chúng ta biết được rằng là khi mình làm điều này thì cái kết quả của mình là gì? Và khi mình không làm thì cái kết quả của mình là gì? Và chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của những cái việc chúng ta làm. Và mình cũng được gì Thường anh chị, cái lý do mà chúng ta hay bị trì hoãn nó dẫn tới cái việc ở bởi nó là bởi vì chúng ta thường nghĩ rằng là cái xác suất mình thành công trong cái việc chúng ta sẽ làm cái là xác suất cái thành công mà khi chúng ta làm cái điều này ấy, là không có cao và mình chưa có nhìn thấy anh chị cái là chưa có ai hỏi truyền cảm hứng cho mình về cái điều đấy khi mà làm gì đó sẽ thành công thành ra là chúng ta hay bị bị phụ thuộc vào những cái cảm xúc nhất thời của mình là có mình mình nè à? không thấy ai hết trơn có mình 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 đi mình sợ không đúng mình sợ là không làm được nhưng mà các anh chị thấy rằng là khi mà chúng ta tham gia môi trường câu lạc bộ chúng ta nhìn thấy những tấm gương của các anh chị đi trước mình biết được rằng mình cần phải làm gì đó mình thành công và mình được truyền cảm hứng mỗi ngày thì bao trong số anh chị chúng ta thấy là cái việc mà cái thói quen của mình đã, đã được cải thiện rất là nhiều rồi nó không còn như ngày trước nữa và anh chị không để mà mình thay đổi một cái thói quen ấy chúng ta cần phải thiết lập cho mình thói quen mới và mình cần có một cái môi trường của mình rèn luyện và bao trong số anh chị chúng ta thấy là ngày trước mình hay dễ tự thỏa mãn nhưng bây giờ mình vào môi trường câu lạc bộ thì nhiều khi mình nhìn ngang nhìn dọc nhìn trái nhìn phải mình thấy mọi người ôi quyết liệt quá thành công quá cái mình cũng gắn tên lửa vô trong người mình mình chạy luôn bây giờ cũng hơi còn một chút thói quen cũ nhưng mà nó đã hoàn thiện và cải thiện hơn ngày trước rất là nhiều rồi và mình thấy có tuyệt vời bên chị thay vì ngày trước nha là khó thay đổi lắm còn bây giờ mình có môi trường cái anh chị thấy mình rèn luyện nó có dễ không ạ à? tại vì chúng ta cứ đi theo bốn bước thôi thứ nhất là chúng ta phải nhận thức được là mình đang có những cái suy nghĩ có những cái niềm tin và có những thói quen nào không hỗ trợ cho thành công và cái thứ hai các anh chị phải nhận thức được là những cái thói quen đó, những cái niềm tin đó và những cái suy nghĩ đó nó không phải của mình mà do cái môi trường nó đã tạo nên cái con người của mình ngày hôm nay. Và mình biết được rằng bản chất của mình không phải như vậy. Và mình hoàn toàn có thể thay đổi được. Và cái thứ ba chúng ta cần phải gia tăng trí tuệ của mình lên. Cái sự hiểu biết của mình. Và cái thứ tư chúng ta cần phải kiên trì, rèn luyện, xây dựng cho mình những thói quen mới, cài đặt cho mình những cái tư duy mới, những cái niềm tin mới kiên trì rèn luyện anh chị nha lúc nào mà chúng ta muốn chuyển đổi hay muốn thay đổi anh chị mình cứ đưa đúng vào cái công thức bốn bước như vậy thôi bốn bước anh chị nha ừ. là mình sẽ cảm thấy là rất là tự tin là mình có thể hoàn toàn thay đổi được đúng không ạ và thường những cái chìa khóa thành công đó là chúng ta cần phải dấn thân anh chị mình đừng có sợ tại vì nếu mà chúng ta cứ sợ thì chúng ta sẽ không biết được rằng là mình có thể làm được những điều gì anh chị nha những cái người thành công họ rất quyết đoán và họ sẽ suy nghĩ thấu đáo trước khi họ làm tại vì họ biết được rằng là cái tỷ lệ khi mà họ thử làm nhiều cách ấy họ hành động anh chị thì họ sẽ biết được rằng là cái cách nào làm đúng và phù hợp với họ giống như có rất là nhiều anh chị khi biết môi trường câu lạc bộ các anh chị chúng ta rất là trân quý bởi vì sao chúng ta đã trải qua rất nhiều những cái thử thách, những cái công việc, những cái ngành nghề và nó làm cho mình không có thành công hoặc là nó chưa giúp mình bứt phá được. Và khi mình biết câu lạc bộ mình có trân trọng không anh chị? Có chứ. Mình học những cái khóa học bên ngoài là mình học có 5, 6 ngày, 7, 8 ngày. Thiếu môi trường, khi anh chị biết câu lạc bộ mình, anh chị riêng cái việc anh chị học những cái buổi dung trai giá trị thôi. gym sáng ngày tuần, một tuần 6 ngày, gym tối một tuần 6 ngày, gym trưa một tuần 6 ngày. Coi như là một ngày là 18 Gọi là một tuần là 18 buổi dùm Chưa tính những cái buổi dùm rèn luyện ừ. này, Bởi vì các anh chị đã trải qua rất nhiều Những cái điều không có thuận lợi ngoài kia rồi Thành ra anh chị gặp môi trường có bộ rất là chân quý Nhưng có những người là họ chưa có đủ Họ chưa có ba bắp nhiều anh chị Thành ra họ nghĩ Ui, Môi trường này cũng giống như mà nhiều môi trường khác thôi Thích thì học không? Thích thôi Thích thì vào không? Vào thôi cho nên khi mà chúng ta thử nhiều anh chị trải qua nhiều cái nhiều cái thử thách đấy anh chị ha nhờ vào chúng ta có những cái chỉ số hành động cao thì thành ra là cái xác suất mà chúng ta biết được những cái điều nào nên làm và những cái điều nào chưa nên làm vào những thời điểm nào nó sẽ gia tăng lên và giống như Tú anh chị tôi là một người kinh doanh nha và tôi cũng ngày trước tôi cũng không biết marketing đâu cũng không biết bán hàng đâu anh chị không biết nói chuyện với khách hàng sao luôn ấy không biết gọi lên nói gì tại vì không ai dạy mình đó anh chị thành ra thời điểm anh chị biết thuốc làm gì không ạ à? để mà tôi có được một cái bộ quy trình dành cho doanh nghiệp của mình bây giờ dạ vâng cứ lao vô làm thôi đầu tiên mình có cái sự biết trước anh chị nha đầu tiên mình gia tăng cái kiến thức của mình lên mình biết rằng là với thời kỳ này khi mình kinh doanh thì mình cần phải đi theo cái hướng nào chứ mình không có bảo thủ nha đầu tiên là tôi phát triển cái kiến thức của mình lên mình biết rằng a à, xu hướng cái doanh online là một trong những xu hướng mà mình cần phải nắm bắt và cần phải phát triển cần phải tìm hiểu và sau đó, mình bắt đầu mình nắm bắt mình tìm hiểu anh chị và mình chỉ biết à, là cần phải làm như vậy thôi chứ còn mà vô trong từng chi tiết của cái lĩnh vực của mình là mình phải là người vô làm anh chị làm mới biết được chơi chứ bây giờ Đâu phải là cái gì cũng biết trong sách Nên chị có những cái là Chúng ta phải tự ứng dụng trên chính cái cơ thể của mình Và anh chị biết không ạ? Trong 3 tháng đầu tiên đó đó anh chị Tôi gọi cho khách hàng mà nói thật với anh chị là chất quớt luôn Nói chuyện không Không có cái là Cái chủ đề nói lan man rồi Một hồi là Bị cuốn vào cái câu chuyện của khách hàng mình luôn Một hồi là mình không hướng người ta về được Cái điều mình muốn nói luôn và ba thấy nói anh chị phải rèn luyện Tôi phải rèn luyện anh chị nha Xong mình cũng làm mọi cách cho Nói chuyện như nào Nói 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 như nào Xong rồi cuối cùng mình Ra được một cái bộ Câu hỏi quyền năng Một cái bộ quy trình Bước 1 nói gì Bước 2 nói gì Bước 3 nói gì Cho doanh nghiệp của mình Và chính nhờ như vậy anh chị Tôi đã có một doanh nghiệp Là những best seller anh chị nha Và chính bởi vì như thế Một tháng anh chị có thể là nhìn thấy là thu nhập của Tú là vài trăm trở lên thôi. Và riêng cái việc là tháng đó tôi chỉ chơi thôi anh chị nha. Đấy là buổi tháng đó là gọi là chưa có nỗ lực đâu kiểu như là cứ cứ thảnh thơi thảnh thơi thôi. Là thụ động mỗi tháng của tôi đã vài trăm rồi anh chị. chỉ đừng nói là khi mà tôi vào tôi làm rồi cộng cá nhân của mình rồi cộng với đội nhóm của mình nữa thì là con số rất là khủng anh chị. Anh chị có hình dung đến bây giờ mà thu nhập của tôi một tháng mà tôi chỉ xài có 5% một tháng thôi. 95% là tôi trả cho mình trước ấy là nó rất là lớn anh chị nó rất là lớn luôn à. thành ra là đầu tiên là tú hay nói với những công sự của tú ấy cái công sự tôi hỏi làm sao để tôi có được những best seller có nhiều một doanh nghiệp tuyệt vời như thế tôi nói là đầu tiên mình làm trước đã chỉ có đại bài mới có thể là đào tạo đại bài thôi anh chị còn vịt thì đào tạo ra vịt thôi chứ làm sao mà đưa con làm sao mà có thể đưa đại bài tới trường trường học của vịt được và làm sao một cái người không giỏi mà có thể là hướng dẫn tạo ra một cái người giỏi được. Thầy giỏi cho mới giỏi được chứ anh chị. Chứ làm mày có câu chuyện mà thầy giỏi cho mới giỏi và thậm chí sau này trò còn có thể giỏi hơn thầy là có nha. Nhưng mà câu chuyện mà thầy không giỏi mà đòi trò giỏi là không có gì là chắc trò này học ở đâu rồi. Đúng không anh chị? Nên là có rất là nhiều người cứ đòi phải đi tuyển người này tuyển người kia Xong rồi thuê người giỏi về làm việc cho mình Không nên chị ơi, cái người mà họ giỏi rồi họ sẽ tự làm việc cho họ nha Họ sẽ tự xây dựng cái doanh nghiệp, tự xây dựng cái con đường thành công, cái chỗ đứng của họ Chỉ có người mà họ làm việc trung bình họ mới được Họ mới đi làm thuê để cho người khác thuê về làm Thật sự bên chị người giỏi họ đều Họ đều có cái khát vọng lớn hết đấy. Họ ngưỡng mộ những người thành công khác Nhưng mà để mà họ làm việc cho cái người mà Không có giỏi bằng họ là họ không làm đâu tại vì về nói chuyện ông một người nói uh, nói đông một người nói tây thì không có hợp nhau người giỏi thôi chỉ làm việc với những người giỏi hơn thôi hoặc là bằng họ và cái người mà làm việc với họ là phải liên tục có chí cầu tiến và phải ngày càng giỏi lên bởi vì họ ngày càng giỏi lên mà ừ. cho nên là mình phải dấn thân rồi mình làm anh chị mình mới biết được cái điều nào tốt và cái điều nào nên làm trong thời điểm nào chứ bây giờ mình gì mình cũng sợ thế thì chịu hỏi uh, có sợ nghèo không có gì cũng sợ nhưng hỏi nhưng mà hỏi sợ nghèo cũng, cũng sợ luôn anh chị nên sợ nghèo anh chị sợ không có tiền đi chứ mấy cái sợ kia như là những cái nỗi sợ vô hình anh chị và nỗi sợ chỉ là cảm giác thôi và trong số anh chị đã từng rất là sợ bán hàng nhưng sau này khi anh chị tham gia nhóm rèn luyện biết bán hàng là như thế nào bán hàng là trao giá trị và các anh chị cũng đã hết sợ rồi đam mê bán hàng luôn thì comment comment tôi rồi anh chị nào bây giờ mà đam mê bán hàng nha Chúc mừng anh chị chúng ta bắt đầu bước chân vào thế giới của những người giàu rồi anh chị ơi Tôi mê bán hàng lắm Một ngày mà tôi không nói chuyện được với ít nhất 10 người rồi tôi chị không nổi đâu anh chị mà Tìm mọi cách anh chị ha Kiếm người để gieo hôm qua mới chia sẻ rồi Mới chia sẻ tối qua luôn bốn bước đó Đi gieo anh chị Có thể mình gieo cho những nguồn lực mới Mình gieo cho những nguồn lực mà À, trước đây của mình mình gieo cho đội ngũ cộng sự của mình là cũng là nguồn lực mà Một ngày là mình phải nói chuyện anh chị bán hàng là mình trao giá trị đấy chứ mà bán hàng cái gì đó nó quá là phức tạp đâu anh chị nha trao giá trị trao những cái tư duy kiến thức và những cái sự hiểu biết những cái uh, kết quả của mình giúp cho người đó gia tăng niềm tin giúp cho người đó cải thiện cuộc sống của họ thông qua những cái sự chia sẻ của mình ừ. và bây giờ tôi đam mê bán hàng anh chị nên là thu nhập của tôi một tháng là vài trăm mà bởi vì khi nào anh chị mơ bán hàng thu nhập anh chị sẽ gia tăng đó còn anh chị nào vẫn đang sợ bán hàng à, thì mình thì cần phải phát triển lên nha không mình chưa có sự hiểu biết về bán hàng thì các anh chị cần phải hiểu như thế nào là bán hàng và như là như thế nào một người cho đi động lượng một nhà bán hàng uh, gọi là cừ khôi là như thế nào chứ chúng ta đừng hiểu nhầm là bán hàng là mua đắt bán cao uh, bán hàng là phải uh, chiêu trò này kia và không cái đó là nghiệp dư đó là nghiệp dư rồi anh chị nha anh chị nha cho nên chúng ta cần phải gì ạ hiểu về bán hàng học về bán hàng và đam mê bán hàng đó là con đường giúp cho các anh chị gia tăng thu nhập của mình lên đúng không ạ và những cái người không thành công anh chị là những cái người họ hay do dự họ biết họ nên làm hoặc là nên họ nên làm điều gì và họ ngừng phải làm điều gì nhưng họ không có cái sự quyết tâm ấy cho nên thường họ sẽ bị cuốn vào cuộc đời nha và họ không bao giờ thành công và hạnh phúc và đủ đây. đúng không ạ à? và việc của chúng ta là cần phải về với cái nguyên tắc số 19 đây nè tác giả khuyên các anh chị nên là phải gia tăng chỉ số hành động của mình lên một khi mình xác định được cái điều mình cần làm rồi thì mình cần phải làm anh chị thật sự là nó chỉ là một cái ranh giới một cái cộng dây rất là nhỏ thôi một cộng dây rất là nhỏ anh chị nhưng mà chúng ta phải có một cái ý chí nó sắc đá lên anh chị nha là chúng ta phải thắng được cái tiếng nhỏ nhỏ bên trong của mình Ví dụ như các anh chị nói các anh chị chép live stream đi Mà các anh chị thấy là mình đang có dấu hiệu Mình tính rờ cái điện thoại là mình tính uh, Xui xui theo là thôi từ từ rồi uh, Xíu chép giờ còn thời gian mà Thì các anh chị lúc này các anh chị phải quyết tâm nha Tại vì cái này nó phải đến từ mình anh chị Chứ thật sự là tú không ở bên cạnh anh chị được Là mình phải gì ạ? À? Không Mình phải tự phân tích với tiềm thức của mình Tự phân tích với cái con người bên trong của mình đi rồi giờ cũng bấm rồi cũng lướt TikTok rồi Facebook bao nhiêu năm nay có giàu đâu. Thôi bây giờ hãy làm những điều khác đi để có kết quả khác đi. Mình lấy cái tay của mình á để đi họ xa ra anh chị. Và nhiều khi nhìn sách thì cũng muốn đọc nhưng mình hay đùng đẩy để chiều đọc. Xong rồi chiều xong để tối đọc Tối xong để tới sáng mai đọc Cuối cùng năm qua chưa đọc luôn Bây giờ mình đã gia tăng được Cái sự hiểu biết của mình Về tầm quan trọng của việc phát triển trí tuệ rồi của việc học làm kinh doanh rồi học về bán hàng rồi hiểu vì sao mà mình chưa thành công rồi à, và bao trong số anh chị chúng ta thấy rằng khi mình hiểu lý do vì sao mà mình chưa thành công mình thấy là cái sự quyết tâm của mình nó ngày càng lớn hơn đâu ạ à. ngày trước mình chưa có biết anh chị mình cứ nghĩ là do cái số của mình nó không hơn do ông chở ông thế này thế nọ thế kia mình không có thành công nên mình cứ phó thái bây giờ mình biết rồi mình thấy được rằng à cái sự thành công mà vì có thể tiên đoán trước được mà và cái sự giàu có là cái việc chúng ta có thể là nắm bắt được không anh chị ơi và mình thấy bên trong mình có động lực không? Mình gạo rực ra mình biết rằng là à, ngày hôm nay mình học, ngày hôm nay mình phát triển, ngày hôm nay mình rèn luyện thì ngay tương lai mình sẽ có rất nhiều tiền và rất thành công luôn. Vì bây giờ nó sự hiểu biết mình đã có rồi mình chân chừ gì nữa. Nhưng mà có rất nhiều anh chị đã biết là vào nhóm rèn luyện là sẽ hay đổi cuộc sống, ấy, sẽ gì bước phá lên nhưng mà nỗi sợ vô hình nó vẫn đang đang ngăn cản anh chị. Thì anh chị mà cứ để nói sợ nó ngăn cản anh chị Thì một năm nữa cho qua Thì anh chị vẫn là anh chị của ngày hôm nay Thậm chí là mình chỉ già hơn Thu nhập mình còn giảm nữa anh chị Và anh chị biết không ạ à? Năm 2024 này là một cái năm mà Chúng ta có thể nhìn nền kinh tế rất ảm đạm anh chị ha Anh chị có thể nhìn thấy là bây giờ Cũng bắt đầu là uh, Chuẩn bị hết năm rồi Nhưng mà lương uh, Anh chị nào đang nhận lương thấy thứ 13 là sản phẩm đâu Qua nghe mọi người nhắn tin rồi thì làm sao đặt hàng vũ trụ cho công ty thông báo là nhận lương bằng tiền em ơi chứ tự nhiên bây giờ nhận lương sản phẩm mà chị đâu có nhu cầu dùng đâu cái tú cười nói vậy. bây giờ chị cứ biết lòng biết ơn cho ship mình đi Rồi à, tin tưởng thôi chứ bây giờ thông báo đã như thế rồi này muốn đạt được phải biết lòng biết ơn sớm còn giờ mà đã thông báo rồi thì, thà, thì, bây giờ cứ thực hành coi xem có như anh chị là tháng thứ mười là vẫn chưa thấy về luôn tiền tháng tháng thứ 12 hai còn không thấy nữa anh chị Năm nay nền kinh tế năm vừa rồi khó khăn lắm anh chị Và năm nay anh chị biết Nhiều doanh nghiệp tiểu thương nha Nhiều cái uh, cơ sở kinh doanh là đóng cửa Và có những cái cơ sở kinh doanh là Có tiếng ở Hồ Chí Minh luôn anh chị Mà bây giờ phải bán online luôn với mặt bằng đắt Và cái lượng nhu cầu bây giờ người ta cũng không có di chuyển ra ngoài nhiều Người ta muốn order mua về nhà ăn thôi anh chị nha ừ. Cho nên các anh chị phải thấy được rằng là Là mình đang biết với môi trường cơ bộ Mình đang rất may mắn anh chị ơi Thật sự bây giờ các anh chị vào đây các anh chị thấy thành công thấy nhiều tiền đúng không? Thấy mọi thứ nhanh nhẹn nhanh nhẹn nhẹ nhẹ chứ mà anh chị mà nhiều khi là tú thật sự với các anh chị là khi mà tú đọc thông tin tin tức này kia nền kinh tế khủng hoảng rồi tiền lạm phát này kia tôi nói nhiều khi tôi hay nói với dân như công minh là sai không có cảm nhận được tí nào luôn ấy giống như là nó không chạm được tới mình luôn anh chị không cảm nhận được luôn là nhiều khi tôi nói là mình phải đọc tin tức đấy, chứ không mà nhiều khi mình ở trong môi trường câu lạc bộ ấy, toàn những điều tốt đẹp không thành ra mình không biết ở ngoài kia đang sao luôn ở lâu mình phải đá 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 ra ngoài đó xíu anh chị đá đá ra ngoài đó cái xong mình tự mình đá mình vào lại. tại vì <laughs> tại vì toàn những điều không tích cực anh chị than này kể lễ rồi thông tin này kia nên thường là tú Ngoài cái việc mà ở trong môi trường lạc bộ mình thì những mối quan hệ xung quanh tú là toàn những người thành công Mà chỉ nói chuyện với nhau về đầu tư kinh doanh rồi cái việc gia tăng tài sản. Cái việc năm 2024 đi đâu nè À. Ôi, năm nay có nhiều kế hoạch đi lắm anh chị, đang thu xếp thời gian để để trải nghiệm đây. Đang có hai cái nước mà tôi muốn đi mà hiện tại là hai bạn đó đang khỏe luôn. Là Hồng Kông với Đài Loan anh chị ha. Đang lên kế hoạch đi năm sau đồ các kiểu tự dưng. Đó thì đang đang khỏe rồi nền kinh tế rồi xong rồi mấy các bạn uh, nựng má nhau này kia đó. Đó. Mình thì không cảm nhận được gì hết. Mà ra ngoài kia là mình thấy là rất là nhiều cái sự việc anh chị. Ừ. Là do tôi dụng đã theo dõi cái sự chuyển hướng của mình chứ mình cũng không tập trung ý là mình biết. Mình biết là mình phát triển và mình có cái kế hoạch có cái lộ trình. Và bây giờ anh chị có lộ trình mà. có có bộ có lộ trình rồi bây giờ anh chị chúng ta chỉ còn hỏi việc là con đường đã có người thầy đã có chỉ thiếu mình xuất hiện trên hành trình đó thôi chỉ thiếu cái hành động của mình thôi anh chị nhé à, cho nên là chúng ta cần phải về quyết đoán và có gia tăng cái chỉ số hành động của mình lên anh chị nhấn ga cho toàn bộ cuộc đời của mình à, và chúng ta cần phải tiến lên phía trước thì khi anh chị tiến lên phía trước anh chị anh chị yên tâm thì có tiềm thức rồi anh chị ra quyết định cái điều anh chị muốn và việc còn lại là vũ trụ lo anh chị cứ tiến về phía trước một cách mạnh mẽ kiên trì kiên định thì trên cái hành trình đó vũ trụ sẽ mang đến cho anh chị rất nhiều nguồn lực luôn để giúp anh chị hoàn thành mục tiêu của mình có thể bây giờ anh chị chưa thấy nhưng anh chị yên tâm đi mình đã học về tiềm thức rồi mình đâu có cô đơn đâu xung quanh mình bên trong mình có tiềm thức mà à, chúng ta hãy gì à? làm một cái niềm niềm đam mê yêu thích nè và tự tin lên chị nha nhiệt huyết năng lượng và tiến về phía trước thì sẽ giúp anh chị đạt mục tiêu nhanh hơn rất là nhiều so với việc mình cứ ngồi mình trần chừ tại vì nếu mà các anh chị chỉ ngồi hình dung tưởng tượng thôi không có đạt mục tiêu cho anh chị tại vì khi anh chị hình dung tưởng tượng thì vũ trụ sẽ mang đến cho anh chị cái nguồn lực nha việc của anh chị là cần phải hành động nắm bắt nguồn lực nguồn lực đó thì mới tạo được kết quả anh chị nha ừ ở tay hãy tự hỏi bản thân mình hành động nào là hành động mà ngay bây giờ các anh chị hành động sẽ ảnh hưởng tích cực nhất đến với kết quả của mình là gì ạ? À? Hành động nào mà nếu anh chị hành động ngay lập tức có thể ảnh tích cực tới kết quả của mình? Đó chính là không phải đi làm nha. Không, hành động là thay đổi kết quả của anh chị cơ chứ đi làm muốn đi làm bao nhiêu năm nay rồi. những anh chị nào mà chúng ta chưa tham gia nhóm rèn nguyện? Dạ vâng, mình tham gia đi ạ. À. Những anh chị đã tham gia nhóm rèn nguyện rồi. Dạ vâng, mình nghiêm túc đi ạ. À ứng dụng nha anh chị nha học á nó chưa giàu đâu ứng dụng nó giàu có nhiều anh chị nói em ơi sao chị học nhóm rèn luyện 6 tháng rồi chưa thấy thu nhập đâu sao chưa thấy tự do tài chính và dạ, vân có hành động đâu là có làm marketing chưa bán hàng chưa cho giá trị chưa phát triển cho duy mỗi ngày chưa cứ đòi cứ đòi nhiều tiền nhưng mà giá trị không có nghe anh chị nha vũ trụ không vận hành theo kiểu là anh chị muốn gì có đó rồi à. nếu mà như vậy chắc là vũ trụ chắc là hành tinh này ai cũng giàu hết rồi vũ trụ chỉ cho anh chị những gì anh chị xứng đáng thôi. và hãy phát triển mình trở thành con người xứng đáng rồi ừ. trong số anh chị chúng ta nắm được cái tôi rồi nên những anh chị nào chưa tham gia nhóm rèn luyện thì cái hành động ngay lập tức mà sẽ ảnh hưởng tích cực nhất tới kết quả và cuộc đời anh chị ấy, chính là tham gia nhóm rèn luyện còn những anh chị nào đã tham gia nhóm rèn luyện rồi thì việc của mình là cần phải nghiêm túc ứng dụng chứ phải ngày ngày vào ngày không thích thì vào không thích thì thôi thích ứng dụng không thích thì thôi vậy thì một năm sau anh chị cũng vậy ha hôm qua tôi có nói chuyện với một chị học câu lạc bộ năm rồi anh chị ơi bia môi trường rèn luyện là gần năm hơn một năm rồi và chị rất là thành công nha ở ngoài kia nhưng anh chị biết không trong năm nay nè vào giữa năm 2023 anh chị chị và gia đình gặp một cái biến cố mà nó vượt quá cái nãy là cái khả năng của chị và gia đình có thể là vượt qua và chị đã dùng một lòng biết ơn để vượt qua và cuối cùng đã vượt qua được vì dính tới pháp lý mà dính tới pháp lý thì anh chị biết ở đó mình mà không ấy là là ăn tết ở trong kia luôn ấy và chị rất là xúc động anh chị và anh chị biết không hôm qua chị nói chuyện với cái người bạn của chị ấy và tú cảm thấy là rất là hạnh phúc bởi vì chị ấy đã nhận được những giá trị của bộ chị vừa chia sẻ mà chị vừa xúc động anh chị chị nói là bây giờ em hiểu rồi chị nói chuyện với cái người bạn của mình đi. bây giờ em hiểu rồi bây giờ phải chép livestream từng câu từng chữ phải học bây giờ mình mà không chép từng con từng chữ mình có học bốn cái dâm ấy thì nó cũng không có có kết quả đâu và mình phải học nhóm này mình phải ứng dụng và anh chị biết không ngày trước ấy trời ơi, tôi nhắn cho chị chép live stream nó còn khó hơn là là cái gì nữa anh chị mà bây giờ anh chỉ một một cái livestream của tôi Chị chép có hai ngày là xong từng câu từng chữ nha và hai vợ chồng luôn và hai vợ chồng anh chị đó là chủ doanh nghiệp nha và tài sản cũng hơn cả triệu đô đó anh chị đa triệu phú đô la đó mà chép hai một cái livestream của tôi trong hai ngày và bây giờ tự làm marketing luôn tự làm livestream anh chị tự mò dung mà tự mò các kiểu ngày xưa là anh chị biết không chợ tôi chị tỷ chị tận nơi luôn mà con chịu làm ấy bây giờ tự tự biên tự diễn anh chị bây giờ tự biên tự qua tự tạo dung xong mà tự trong hà cho bạn mà tự cho chuyện với bạn tự hướng dẫn bạn học tập luôn tôi bất ngờ luôn anh chị tôi nói trời năng lượng của chị cao quá may là kiến thức của chị còn mới ấy. chứ em nghĩ là chị mà nạp thời gian nữa là chị có nghĩa là nhìn có nghĩa là nhìn cái chị có tố chất á anh chị Tại em tin chắc là tương lai là chị là một nhà lãnh đạo kiệt xuất luôn ấy xuất chúng luôn anh chị tại vì chú nhìn thấy được tại vì cái tại vì mình đã đi qua giai đoạn rồi anh chị nha mình chỉ cần nhìn cái là mình biết được là là cái tương lai của bản thân mình hay là cái người bạn của mình nó sẽ như thế nào thông qua cái sự chia sẻ và cái tư duy họ nói ra ừ cho nên là anh chị sẽ nghe rất nhiều câu chuyện của rất nhiều anh chị là đã trải qua cái việc ở chính là học câu lạc bộ một năm rồi chưa nghiêm túc thành ra khi mình bắt đầu có những cái biến cố tự nhiên cái tỉnh tỉnh người ngay anh chị tại vì tôi nói anh chị rồi khi anh chị đặt những mục tiêu cao hơn thì anh chị phải phát triển lên nếu anh chị không phát triển lên thì vũ trụ sẽ mang cho anh chị những bài học để anh chị phải phát triển còn không anh chị hạ mục tiêu của mình xuống kìa Hoặc là các anh chị cứ nghĩ rằng là mình cứ bình bình như vậy thôi là mọi thứ nó an toàn không có đâu. Trong vũ trụ này chỉ có hai trạng thái, một là phát triển, hai là lượng tài. Nếu anh chị không phát triển thì anh chị cũng gặp vấn đề. Bao nhiêu số anh chị nghĩ rằng là mình tàn tàn, là mình không cần phải ngó ngó tay, không cần phải làm phiền tay thì mình vẫn bình yên đâu. Nhưng đời không như là mơ anh chị. Nó không bình yên đâu. Tại vì nó phải liên tục phát triển để chúng ta theo kịp một là các anh chị xuôi theo thị trường. Hai là các anh chị đi ngược lại với thị trường đó. Nên nếu anh chị dừng lại là anh chị đang tục lại đó Chứ không phải là chúng ta đang dừng lại cho anh chị Mà chúng ta phải liên tục lái xe tiến về phía trước Đi chậm cũng được Nhưng miễn có đi Được không ạ? À? Đừng bao giờ dừng lại anh chị đừng, đừng bao giờ nghĩ rằng là mình không làm gì hết Mình chỉ cần ăn cơm uống nước đi ngủ là mình bình yên Dạ Bao trong số anh chị từng nghĩ như thế và Khi dịch covid tám tới thì 19 tới thì mình bất ngờ đâu anh chị ơi mình cứ nghĩ rằng là mình không cần phải kinh doanh Mình cứ sống mà, không cần kinh doanh đầu tư Mình khi kiếm thấy 20 triệu Rồi đóng tiền lương hưu Cuối đời về có lương hưu Ăn cơm uống nước đi ngủ Thế xong bạn kia tới giật mình luôn Và anh chị cứ biết không ạ à, Cứ mỗi lần sau một cái uh, Sự khủng hoảng của nền kinh tế Hay một cái cái dịch ấy, cái, cái đại dịch trên thế giới anh chị Đó chính là Một trong những cái bước chuyển giao Tại vì chuyển giao phải có cái bước anh chị Nên anh chị thấy cứ chu kỳ 10 năm Không khủng hoảng cái này Thì cũng bị đại dịch Đúng rồi không? không cái này cũng có cái kia để làm sao Và anh chị thấy cứ mỗi lần như thế thì Thế giới bắt đầu bước lên một cái thế Kỷ nguyên mới anh chị Anh chị có thấy gì đó Giống như cái đợt khủng hoảng hơn năm 2008 2009 đó anh chị. Là thế giới bắt đầu chuyển giao qua gì ạ? À? Qua những cái gọi là internet. Rồi còn một cái đợt khủng hoảng năm 1990 mấy là chuyển giao sử dụng qua máy tính nè. Internet này máy tính nè. Rồi bắt đầu thương mại điện tử nè. Rồi dần dần đang chuyển giao qua gì anh à chị? Xu hướng hiện tại đó chính là gì ạ? À? Tất cả mọi thứ đều online anh chị thấy bây giờ người tôi dùng họ chỉ mua online mà đó cứ mỗi lần anh chị phải nhìn nó một góc độ tích cực là khi mà tôi thấy những cái điều đó nó tới là tôi bắt đầu biết rằng là chuẩn bị rồi đó mình phải chuẩn bị cái tâm thế cái trí tuệ cái năng lực để đón nhận những cái điều mới mà thế giới đang chuẩn bị phát triển và cái cơ hội trở nên giàu có của mình nó sẽ ngày càng gia tăng lên và đây là thời kỳ vàng anh chị nha thời kỳ này mà không giàu là do mình do mình đó và anh chị biết không trong 4 năm vừa qua tổng tài sản của 5 người giàu nhất hành tinh gia tăng gấp 1.000 tỷ đô. 5 người giàu nhất hành tinh thôi nha. Dạ vâng. Và tỷ lệ những người giàu trên thế giới gia tăng rất nhiều. Và số lượng người ngày càng nghèo đi là 5 tỷ người. Đây họ thống kê anh chị. May quá tôi không nằm trong cái thống kê đó anh chị Mình nằm trong thống kê số lượng người giàu lên theo anh chị có phải do hơi đồng hồng nha do tôi do tôi có sự chuẩn bị đấy nên anh chị vẫn thấy là mọi thứ nó bình yên sống y biển lặng vậy không đâu anh chị biết là trước khi có sóng thần ấy là sống hay y biển lặng lắm mà chim nó bay nhiều anh chị thì chim nó được nó được ẩn dụ như những cái đợt sự việc này sự việc kia đến chút 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 ấy dạ vâng nha anh chị nha nên đừng có phất lời nữa đừng có trì hoãn đừng có uh, uh, từ từ tàn tàn đó anh chị anh chị nào đã tham gia nhóm rèn rồi mình thấy học tập nghiêm túc ạ. À. ứng dụng đi ạ à. dấn thân vào làm kinh doanh đi anh chị dấn thân vào bán hàng đi ạ à. còn anh chị chưa tham gia vào tham gia nhanh tầm này là chị muốn nhắn ngủ nhũ anh chị là hãy hành động ạ à. chứ giờ quá chừng người thành công rồi giờ mình cứ ngồi ở mình nghỉ không à thì mình chỉ là khán giả thôi chứ không phải là người tham gia cuộc chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng nha anh chị nha đúng không ạ à? rồi ok thì đó chính là cái nguyên tắc số 18, 19 ngày hôm nay ngày mai chúng ta sẽ đi qua hai nguyên tắc cuối cùng anh chị nha và tuần sau mình sẽ quay xem một quyển sách mới ok không ạ rồi rất là cảm ơn tất cả anh chị đã hành cùng tôi trong buổi sáng hôm nay các anh chị chúng ta sẽ tự rất uh, rắc buổi phép màu và tự viết lòng biết ơn nha rồi chút xíu tôi có một cái cuộc họp tôi sẽ kết thúc dùm luôn được không ạ? Rồi cảm ơn chị rất nhiều nhớ rất buổi phép màu cho ngày mới và phía nhất mình đều biết ơn nha. Rồi cảm ơn chị rất nhiều và cũng mong muốn là à, với những sự chia sẻ của tôi sẽ giúp cho các anh chị ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Và những anh chị nào chưa tham gia nhóm này thì chúng ta, hãy, chúng ta hãy ra quyết định tham gia nhanh anh chị nha. Để chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển, cùng nhau thành công và cùng nhau nâng tầm phong cách sống của mình lên. được không ạ? Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Xin chào. Hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo nhé. Bye bye.